Rồi chào em Hằng ở Tiền Giang. Đây là cái hàng anh sẽ gửi cho em. Khi nào em nhận được á thì em kiểm tra lại. Nên cả 088 à, mấy cái chỗ này là mấy cái keo, là mấy cái bảng giá á, anh dán anh mới lột bỏ đó ha. Đây sách hướng dẫn sạc, sạc thêm kết nối đây, sạc đây, cái đầu này nằm dưới nha, này khéo à, ha. Em có thể lấy cục sạc của Apple, Samsung hay là bất kỳ cục sạc nào mà đúng chuẩn này thì em sạc thôi ha. Còn cái này thì dây này thì em kết nối chỗ này, nếu mà em không xài chế độ Bluetooth thì em xài chế độ truyền dẫn bằng tai nghe ha. Đây, đây có hình mũi tên. Cái cách lấy ra nè, em đẩy nó lên, đẩy lên ha. Trong đây nó cũng có ghi, đây là chiều âm, đây là chiều dương. Đó, đối với này thì chú ý, em chú ý cái lò xo này nè, chiều âm nè. Thì nó là cái nó gắn vô chứ nó không phải là cái hàng mối hàng. Nên trong quá trình xài em có giật mạnh mà nó rớt ra thì em cứ lấy em gắn lại như bình thường. Không đừng có sợ, đừng có lo lắng gì ha. Rồi. Còn đây là cục pin của nó, cục pin rời này ngoài nó có bán nha. Này thì cực âm là nằm đây, cực dương nằm đây. Thì sẵn thì anh sẽ làm dấu cho em luôn. Đây là cực âm nha, đây là cực dương ha. Về thì em nhìn theo đó em mới ấy ra. Rồi cái cách gắn nè, em đẩy cực âm vô trước, vậy là giờ sơn nhiều vô như cái bọc ha. Rồi gắn lại như bình thường. Đây là rồi mở nguồn lên. Còn cái này là cái để cái đầu dưới pin này để em sạc cho máy khác nha. Có nghĩa là nó mình có thể là làm cái cục pin dự phòng mình sạc cho máy khác luôn. Như trường hợp em đi chơi mà máy em hết pin thì em tận dụng cái cổng dưới pin này nè. Em sạc cho cái máy khác. Dĩ nhiên là cái ở chế độ tắt nguồn nó mới sạc được nha. Này, ví dụ như bây giờ này anh muốn sạc cho cái iPhone. Không có ra dây phone thì đại khái là em có thể là dùng tận dụng cái cổng này nè. Em sạc cho tất cả các mặt khác ha. À, rồi giờ anh sẽ kết nối, mở lên, mở nguồn, mở lên thiết bị mình có tên là K088, mình sạc vô Bluetooth, sạc lên K088. Đây sạc ra là KTV K088 ha, đúng với tên của nó nè, em thấy không? KTV K088. Rồi em kết nối nó. Khi kết nối thành công thì cái loa mình nó sẽ thông báo cho mình biết, thấy không? Nó đợi một cái đó, trên cái thiết bị mình báo đã kết nối. Rồi giờ mình thử nha. Alo. Alo. 1 2 3 4. Alo. 1 2 3 4. Rồi em cũng vô YouTube, em sạc một vài hàng nào đó. Nè, alo 1 2 3 4. Lớn nhỏ là. Lớn nhỏ là phụ thuộc rất nhiều vào cái bài hát trên cái YouTube. Ví dụ như bài này em nghe là rất là lớn nè. Bạn tình ơi, dấu gì cũng xa nhau rồi. À, đại khái là gì? Thì ngoài cái chức năng Bluetooth thì em có thể kết nối Bluetooth để em nghe nhạc nữa ha. Đó, thì tắt nè. Rồi sẵn anh nói sạc luôn ha. Khi sạc
Khi sạc đây, dây sạc ha. Dây sạc. Em ghim sạc. Ghim sạc. Chạm gì à? Chạm gì à? Bị chạm gì? Anh chờ chút xíu để em sạc pin lên em kiểm tra coi nó bị gì. Anh này mình chỉ ép kiến thôi. Tại vì năm khai bình thường nó đâu bị gì đâu. Lúc nó bị nó. Bây giờ cứ để sạc lên rồi coi coi. Đi cải ra đây ha. Vậy để số điện thoại ha. Hai cái đây rồi ép kiến là nó không liên quan gì hết. Để em lấy một cái màn hình ra để em chỉ cho thấy luôn. Nhưng mà bây giờ phải sạc pin lên em kiểm tra cái máy gì. Anh tên gì? Đức. Anh Đức. 0913 772 4 anh nói máy bị gì? Nó bị chạy rồi đẩy lên nguồn đem kiểm tra chứ. Ủa cục sạc của nó nhiêu? Cục sạc tốt thì anh lấy loại 100 mấy xài được nè. 100 mấy để em kiểm tra em xưa cái gì đó ha. Đó khi em để ý là khi sạc, khi em ghim sạc thì cái đèn nó sẽ báo đỏ chớp 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 ha. Đó là sạc tiếp xúc tốt đó ha. Rồi rồi máy này anh chút xíu anh ship hàng xong, anh ship hàng xong rồi anh sẽ gửi cái bill cho em ha. Cảm ơn em đã ủng hộ cửa hàng anh.